Vâng, như vậy thì à, bể nuôi cần phải đảm bảo những điều kiện gì để có thể à, ương dưỡng lươn ạ? Bể nuôi thì à, có thể ta dùng à, cả cái bể à, có bôi xịt bằng, bằng nhựa hoặc là ta lọt bạt cũng tùy vào điều kiện của mỗi gia đình. Vâng, như vậy thì à, ngoài việc đảm bảo à, về à, cái, bể nuôi thì yếu tố nào còn quyết định đến cái hiệu quả của việc ương dưỡng lươn ạ? hiệu quả ở đây là thứ nhất là phải nắm được cái kỹ thuật là bà con phải nắm rõ được kỹ thuật vì là nuôi lươn thương phẩm và nuôi lươn ưm dưỡng lươn giống nó khác biệt hoàn toàn phải nắm rõ được kỹ thuật là ở đây là thứ nhất là từ chọn từ con giống bố mẹ để cho ra cái bể sinh sản thì trong quá trình mình mình phải dưỡng con lươn bố mẹ để ra cho ra đời những cái, cái, cái mẹ trứng đầu tiên á thì đủ chất lượng đủ đấy là ta phải dùng định kỳ cho ăn các cái vitamin A, D, A, A D, E và chất khoáng để tạo cái trứng cho nó đủ chất thì khi nào cho ra đời con con giống được chất lượng